Hello, welcome and welcome back to Excel English. This is Orthography Lessons 14, Pronunciation Drill Part 5. I know it's already been 4 weeks since we last met on these lessons, but I'm here now. Before we start this lesson, I wish to pray for you all. Be safe and well from this monstrous flood. Please take care of yourself and others around you. But life must go on. So please, let us practice pronouncing some English words on the board, please. Okay, bạn ơi, lên đi dừng một đọc trang cho dừng hài. Nhóm đang chôl, đau mê riêng tay mà đòn. Để chứ nè, ní cứ chì mê riêng bằng tò. Cứ ca phật hạt bằng chênh xâm lên. Sạc y vẹn. Bà thầy ní cứ chì mê riêng tì pram tử hài. Nâu bì mê riêng tì tế dừng chọc. ការฝึกหัดสำเนียงลองอีให้โอเคดังนั้นสมิตาផ្ដោតអារម្មណ៍ស្ដាប់ខ្ញុំអានឲ្យច្បាស់โอเคand ហើយក៏អាចrepeat after me too. Okay, pronunciation drill part 5. ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានហើយโอเค. Peace. Peach, 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 peel, peel, peanut, peanut, peat, peat, peel, peel, peep, peep, peace, peace, plea, plea, please, please, preach, preach, queasy, queasy, queen, queen, reach, reach. Read, read. Reap, reap. Reason, reason. Recede, recede. Redeem, redeem. Read, read. Reef, reef. Reel, reel. Release, release. Relief. Relief, relieve, relieve. Repeat, repeat. Retreat, retreat. Reveal, reveal. Okay, ឥឡូវនេះខ្ញុំអានចប់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនកូនក្មួយព្យាយាមអានឲ្យបានច្បាស់អូខេជាពិសេសនៃការលើកដាក់សំឡេងខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចមិនអីទេប៉ុន្តែព្យាយាមអានឲ្យចំណាអូខេដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកប្រែជូនឥឡូវនេះ P បាទ P នេះពពួកសណ្ដែកអូខេអឺដូច្នេះដៃគេថាណាត់ទៀតទេ P ណាត់បាទហើយ P នេះពពួកសណ្ដែកដែលយើងញ៉ាំស្រស់អាសណ្ដែកហៅឡើងតើអីហ្នឹងបាទអូខេ Peace បាទ Peace នេះគឺសន្តិភាពពួកយើងធ្លាប់ឮពាក្យនឹងច្រើនហើយokay, then that peach. Peach is play my eye to play peh. The young aunt the tamper and they play peh. I'm a type of VHP poor peach pork or get a poor peach die for you know. Okay, bad peach peak peak nick in ye umpy compool mad na compool muiko ne up mata young hap.អីបានដល់កំពូលបាទឡើងដល់ខ្ពស់ខ្លាំងបាទអាហ្នឹងយើងហាត់ដល់កំពូលក៏និយាយថា peak ដែរណែអញ្ចឹងកំពូលនេះវាមានន័យច្រើនបាទគេយកការន័យប្រៀបប្រដូចនេះច្រើនបាទ peak ហ្នឹងដូចថាតម្លៃឡើងខ្ពស់ក៏គេហៅថា peak ដូចគ្នាដែរអូខេ peel បាទ peel នេះគឺវាជាកណ្ដឹងនិយាយពីកណ្ដឹងដូចកណ្ដឹងវីរោសំឡេងវីរោ
rồi có xâm lên luôn rung bông kháng rồi có khai ta dương phụ tục xâm náy kháng khai ta phụ tục xâm náy xâm lên phụ cô luôn kháng và anh đang khai peel dương mùi tiết peanut và peanut cứ đại đầy dương năng và peat peat ní cứ chìa và dương dây đấy vì chìa cổng tích slug chơi, sờ bọ chơi đã vì chụp tới cầm đầy hơi rồi lùi tới chỉ đầy chỉ là lò bà này anh ấy gọi là peel, peel mà peel này miền miền bịa pí nè peel càng lớn xén à peel này ní cứ dùng bọ sờ bọ nè bọ sờ bọ cối bọ sờ bọ ấy nè nè dùng là thập peel bà ok chẳng bị bọ phong cơ cơ có sờ bọ các bạn đây ok peep peep ni kai ha ta luich meul ke hai luich meul tam pahong em nang bat anang kai jeung tha luich meul okay peace peace nang jeung ra ka pra prang na pcheh ha bat keu dom na ma dom ma dom pi dom ai nang ka peace 1 peace 2 peace anyang tau na plea plea ni keu ka ta somnom po oi ke chuoy bat anang plea hai vì bậc này chỉ niệm cái hạt ta áp sốt ở nơi plea này cứ chỉ niệm đấy hay plead bởi những xong một cái chui với cái là plead và để cho nên vì còn ta này niệm vì chỉ plea vì đồ mà kệ giá vì time đi máu vì tay chỉ kệ giá với nó plead please ok này vẫn score lại vì này cái là please ok please này mà cái này là mình trầm ta so mu tê mình prai thành chân tầm giáng thế nào mình ta please let me go na so mu ta đọc lên chấm tư mu co nè please mu tê chẳng gì là thưa ơi na kí sờ bài chết na vẫn bởi vẫn chẳng thưa ơi nè đây còn vẫn sờ bài chết na please na I try to please her na khi ông chị diêm na thưa ơi niềng sờ bài chết chẳng tư na okay preach preach នេះគឺនិយាយថាផ្ដល់ដំបូន្មានទេសនាណាបងយាយលោកសាគេហៅទេសនាណាឬក៏ដែរទេសនាឬមួយក៏កៅតាណែនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលបាទណា preach precede precede គេនិយាយថាគឺណែនៅពីមុខណាដាក់ពីមុខអញ្ចឹងទៅណា precede okay print print នេះគឺណែគេថាតែងខ្លួនបាទ print នេះតែងខ្លួនប្រុសក៏គេតែងចេះតែងខ្លួនដែរគឺតែងខ្លួនណាសត្វក៏គេនិយាយដែរឲ្យតែពួកតែងខ្លួននេះចេះសត្វស្លាប់វាតែងខ្លួនវាមិនទៅវាគេយកពពោះវាទៅសោះស្លាប់ស្អីណាគេសម្អាតគេបាទហ្នឹងគឺតែងខ្លួន priest បាទ priest នេះគឺចង់និយាយថាលោកសង្ឃសាសនាគេណាអូខេqueasy queasy គេថាយើងកើតថាមានអារម្មណ៍ចង់ក្អួតណា queasy queasy គឺមានអារម្មណ៍ចង់ក្អួតមានអារម្មណ៍ដូចថាវាមិនច្បាស់ឬមួយក៏ថាមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយបាទអាហ្នឹងគេថា queasy queen បាទអញ្ចឹងយើងប្រហែលស្គាល់ហើយមកគឺស្ដាច់ស្អីហ្នឹងហើយអូខេ reach បាទ reach នេះគឺយើងឈោងដល់បាទណាយើងឈោងយកអីឲ្យដល់ហ្នឹង reach អីចឹងទៅបាទអូខេ read បាទអាហ្នឹងយើងចេះអានអូខេ rip អូខេ rip យើងចង់និយាយថា rip និយាយអំពីពពួកធុញជាតិគឺយើងប្រមូលផលគឺយើងកាត់ប្រមូលផលដូចយើងច្រូតស្រូវអីហ្នឹងក៏យើងអាចនិយាយថា reap ដែរណាគឺយើងកាត់ប្រមូលផលអាហ្នឹងអូខេwhere we read reap reason បាទ reason គឺហេតុផលឲ្យហេតុផលអញ្ចឹងទៅអូខេ recede recede នេះគឺគេហៅថាដូចថ្ងៃលេចអញ្ចឹងបាត់បន្តិចម្ដងបាត់បន្តិចម្ដងឬមួយក៏នាវាចាក់ច្រាំងអីចឹងទៅយើងមើលឃើញថាច្រាំងបន្តិចម្ដងឆ្ងាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទគឺអានេះគេហៅថាយើងថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាបាទអូខេ where you recede redeem អូខេ redeem នេះគេចង់និយាយថាជួយសម្រាលទុកលំបាកឬជួយសម្រាលទុកភ័យអីចឹងទៅណាគេហៅថា redeem
read read នេះ គឺ ហៅ ថា ពី បាទ ពី យើង ផ្លុំ ពី យើង ស្គាល់ ពី យើង គេ យក ស្អី ធ្វើ ខ្លះ គេ សុំ ផ្លុំ ស្លឹក ឈើ តែ នេះ ក្នុង នៃ read នេះ គឺ ចង់ និយាយ ណែ ត្រែង ពួក ស្មៅ ត្រែង បំពង់ ស្មៅ ត្រែង អី ហ្នឹង បាទ អា ហ្នឹង គេ ហៅ ថា read ណា reef reef នេះ អូខេ reef នេះ គេ ចង់ និយាយ អំពី គេ ហៅ ថា ផ្ទៃ tiếng thmo sầm mốt na bạt à chỉ lòng tây tiếng nó tây ca thmo bạt tây ca thmo nơi bạt sầm mốt đấy na bạt chơi nơi tam mền bạt sầm mốt cả đá sầm mốt nơi tây chơi nơi tam trang trang tề ok real ok real đi vì đom cái ta đom đại kê đặc sai sầm tui và sầm tui sầu kê cả sầu dương lấy cầm biến đá lấy nắng bạt kê kê đặc sai sầm tui nơi non đom nắng cái ai vây bỏ tới bàn chân tới bạt nắng cứ chẳng gì phi real nắng phần tai mùi tiết bờ nẹ sầm vân có đào thìn thùng ấy nè nắng có kê hai thằng real nắng đài nè nắng cái thìn thùng á release release này cứ đọt lên rồi mùi có còn cái phiếp dôn ấy có chẳng riêng tập tranh thầm mây nắng tại cái bản lệnh tranh ai dương lụa khăn ông tìm xa nắng cái release này ok relief ok relief ní cứ vì chỉ nên mà bỏ relief mà cứ nè phiếp thù sbái ná à mùi ít phơ ảnh thù sbái chẳng mẹ rộng thù sbái chẳng tờ repeat bạn cứ repeat ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត ហ្នឹង គេ ធ្វើ ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត ថា ដូច ខ្ញុំ និយាយ ថា repeat ឲ្យ តាម ហ្នឹង គេ ថា តាម ខ្ញុំ បាទ គេ ធ្វើ ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត retreat retreat នេះ បើ និយាយ ពី តោះ គេ ដក ថយ ណា គេ ដក ថយ reveal reveal យើង ចង់ និយាយ ថា បង្ហាញ ឲ្យ ឃើញ បាទ អញ្ចឹង ឧបមា ថា យើង អាច និយាយ ថា ខ្ញុំ គាត់ បើក ប្រអប់ ទៅ ក៏ បង្ហាញ ឲ្យ ឃើញ មាន ស្អី ក្នុង ប្រអប់ ហ្នឹង គឺ reveal អីយ៉ាងហ្នឹង ណា គឺ បង្ហាញ ឲ្យ ឃើញ អូខេ ខ្ញុំ ប្រែ ចប់ ហើយ អធិស្ឋាន ផង ខ្ញុំ ប្រែ គ្រាន់ តែ ត្រុស ត្រុស ទេ complete ខ្ញុំ ប្រែ ផ្ដាំ ហើយ ព្យាយាម រៀន ខ្លួន ឯង check មើល dictionary បាន រៀន អស់ ពាក្យ ហ្នឹង អូខេ ដូច្នេះ សម្រាប់ មេ រៀន មួយ នេះ ខ្ញុំ អរគុណ បង ប្អូន កូន ក្មួយ ទាំង អស់ គ្នា ឲ្យ ខំ រៀន ឡើង bạn vì tôi riêng ở miền ấy trong ở miền ấy chun bằng phổn tê cứ miền tại miền này tê hai cái số mà nè đây cái sọc đai nâng pi chấm ngay phong bạn cứ trong miền rồi mà nét bằng phổn con mũi đai cọt cầm phong tại bạn lịch lung bạn để cho nên trong miền ở vậy tê cứ miền tại bòn bè chui bằng phổn con mũi ở kia pi chấm ngay ok bạn để cho nên chăm chú kia nên miền cao tiệt nè phần tại mê riêng part 5 chẳng part 6 nâng chẳng chẳng chì dìm thử toán vì bố lời này vì sai càng sai vì ngay sai tới đây chẳng chụp thử cả hời và để cho nên chẳng ai thử mê riêng này chung bàn hay chia sai phong để thử mê riêng dứt vì bố chẳng chọp rồi bố chẳng bị bàn ok chẳng xong chia sai mong tiết xong ọc côn xong chẳng rịp lia bà